Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Toy Channel của mình. Dạo gần đây thì chỉ còn khoảng tầm 20 ngày nữa là đến ngày Giáng sinh rồi các bạn. Mình thấy cảm giác đi trên đường á thì không khí Giáng sinh đã tràn ngập rồi ha. Nhiều nhà, nói chung nhiều cửa hàng trưng bày cây thông rồi họ trang trí theo kiểu Giáng sinh các bạn, làm mình rất là nôn nao luôn. Bởi vậy mình đã lên Shopee và tìm về những cái bộ Lego thuộc chủ đề Christmas của hãng Sandblock này để về review cho tất cả các bạn ha. Mua đến 3 set, nhưng mà trong video của ngày hôm nay thì mình chỉ review trước hai cái set mà gọi là dòng Christmas mini các bạn. Có nghĩa là mình có thể để được trên bàn để trang trí ha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có set 601090 hộp quà ông già Noel. Và cái bộ này mình mua với giá cũng khá là rẻ ha, chỉ vào khoảng 200 ngàn thôi các bạn. Và tiếp theo đó là bộ 601097 cây thông giáng sinh. Bộ này thì có vào khoảng 500 chi tiết và có rất là nhiều cái tính năng hay luôn các bạn. Và những cái set mà chúng ta review ngày hôm nay sẽ tránh được cái dớp là nhái theo hàng chính hãng các bạn. Tất cả hai set này đều được Sandblock thiết kế riêng ha. Nói chung là nó sẽ không đụng gì đến hàng chính hãng các bạn. Đó, đây là phía mặt chiếc sản phẩm thì chúng ta sẽ ở đây nè. Các bạn để ý, chúng ta sẽ có một cái difficulty index nữa. Đó là một cái chỉ số mà độ khó của cái bộ này các bạn. Đó chỉ mức 3 sao thôi, có nghĩa là độ khó nó cũng là trung bình thôi ha. Và đặc biệt ở đây mình ấn tượng có một cái khối gạch light brick ở đây. Không biết cái tính năng nó là gì đây, thì chút nữa mình sẽ thử cái tính năng nó là gì. Thì ở đây là giống như là một cái hộp quà để chúng ta trang trí trên bàn làm việc của mình đó bạn. Ok, tạm thời gác qua một bên nè. Cách thứ hai chúng ta sẽ đi đến đó là một cây thông, một cái biểu tượng không thể thiếu ở trong ngày Giáng sinh đó bạn. Đặc biệt ở trên đây thì nhấn mạnh đó là một cái chữ lighting component như thế này. Đó là một cái thành phần phát sáng các bạn. Và đặc biệt ở trên đây thì mình còn thấy những cái nốt nhạc nó bay nữa nè. Không biết cái này có phát ra nhạc được không. Thực sự là mình cũng chưa có tiếp xúc với những cái set này các bạn. Bây giờ thì mình cùng nhau mở hộp, lắp ráp và để coi những cái set này có những cái tính năng gì hay nào. Let's go. We'll be right back.
Và cuối cùng mình cũng đã hoàn thành xong hai cái set lần này trong cái chủ đề Christmas của Sunblock các bạn. Lần đầu tiên mình tiếp xúc với cái này nhưng mà thật sự rất là yêu thích luôn rồi nha. Kết từ cái giây phút này luôn rồi đó. Mình thích đầu tiên có lẽ là những cái khối gạch của hãng Sunblock này được chia thành từng gói gạch các bạn. Đó là điều đó khiến mình ráp rất là nhanh luôn ha. Và cái đặc điểm thứ hai đó là chất lượng của những khối gạch. Nó rất là mới, rất là êm tai và cảm giác bóp vào nó giống như cái hàng Le Bin vậy các bạn. Nếu mà mình nói như hàng chính hãng thì các bạn sẽ nói chung là sẽ không đồng ý đâu. Mà thực sự thì cái khối nhựa, cái khối gạch ở trên đây á, mình ráp khá là êm tai các bạn. Cảm giác bóp vào rất là mềm ha, rất là xứng tay luôn các bạn. Set đầu tiên chúng ta review đó là hộp quà của ông già Noel các bạn. Đây, rất là đẹp như thế này cho các bạn coi 360 độ của em nó. Hoàn hảo ha, mọi thứ đều mới, đều rất là đẹp. Và cái kết cấu màu sắc của nó cũng giống như những cái chủ đề Christmas khác. Nó bao gồm 3 màu sắc chính: trắng, đỏ và xanh lá ha. Những cái màu sắc rất là quen thuộc ở trong chủ đề này luôn. Ở trên phía này thì chúng ta sẽ nó giống như một cái mô phỏng một cái nơ vậy các bạn. Đó, giống như trên gói quà ha. Và những cái khối mà bắt clear trong suốt thì toàn bộ những cái này là đều bằng nhựa thôi nha các bạn. Đó, mà nó mới và nó bóng á, đến nỗi mà nhìn từ xa là tưởng như thủy tinh ha. Đó, đây là được tạo thành giống như là mô phỏng lại những chiếc cầu bằng thủy tinh hay bán trong những cái nhà sách đấy các bạn. Đó, các bạn có hình dung được không ta? Đây, khi mà nhìn vô thì chúng ta sẽ thấy một cây thông rất là quen thuộc nè, một căn nhà bằng gỗ và một em minifinger ông già Noel các bạn. Đó, để hồi nữa mình sẽ lấy ra cho bạn coi. À, bên đây là ông già Noel đang kéo một cái xe kéo đầy ắp quà luôn nè. Ở đây là cái cục điện nữa các bạn. Và ở đây thì chúng ta sẽ có một cái lẫy chìa ra như thế này ở phần này nè các bạn. Đó, và phần này khi mà chúng ta quay thì cái phần phía trong sẽ quay theo ha. Đó là tính năng tương tác duy nhất ở trên cái set này. Đó, nó làm cho cái set của chúng ta thêm sinh động hơn một chút xíu nè. Và ngoài ra thì những cái phần phía trong này chúng ta đều có thể mở ra được các bạn. Các bạn thấy xoay thì đơn giản vậy thôi, nhưng mà trong đây cả một cái hệ trục Technic, nếu mà nhìn vô thì rất là phức tạp các bạn. Và phần này chúng ta có thể tách đôi ra để xem những cái phần bên trong ha. Đó, như thế này. Đây, cho các bạn coi phía bên trong của cái set này. Đó, các bạn thấy không? Đó, khi mà chúng ta chơi tương tác á, nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng mà thực chất ở trong đây thì rất là phức tạp, rất là nhiều cái hệ trục Technic ở trong này luôn các bạn. Khi chúng ta xoay thì những cái phần này sẽ xoay á, đồng thời nhờ những cái bánh răng nó chuyển động như thế này thì tất cả những cái thông nè hay ông già Noel sẽ xoay theo các bạn. Đó, và trong đây thì chúng ta sẽ thấy rõ được hình ảnh cây thông nè, gói quà và ông già Noel đây ha. Và đặc biệt ở trong đây chúng ta sẽ còn một cái tính năng tương tác nữa. Đó là khi bạn nào mà tắt đèn á, chúng ta sẽ mở cái đèn trong ngôi nhà ở đây. Đó, nó sáng ra nè các bạn. Đây, các bạn thấy không? Có một cái lẫy ngay phía này. Đó, khi chúng ta mở thì cái bóng đèn này sẽ phát sáng ra phía ngoài cửa này. Đó, rất là thú vị luôn các bạn. Đó, và cái cách mà để cái đèn sáng suốt á thì cũng rất là dễ thôi. Chúng ta sẽ dùng cái khối gạch này nè. Đó, mà chúng ta sẽ chắn ngang ở đây hoàn toàn luôn các bạn. Nhưng mà làm cái cách này á, mình thấy nó hao điện quá ha. Để lâu lâu mình mở ra mình bấm như vậy chơi thôi thì pin của chúng ta sẽ được bảo quản lâu hơn các bạn. Mini finger ông già Noel, đây là mini finger duy nhất có trong set này luôn các bạn. Để mình coi biểu cảm gương mặt của mini finger này là như thế nào. À, hàm râu hình như đây là một cái phụ kiện thôi các bạn. À, khi mà tháo hàm râu ra thì ông già Noel biến thành anh già Noel các bạn. Nhìn trẻ hẳn luôn ha. Ok, vậy khi đóng lại cũng rất là đơn giản, có hai cái stick lên nè. Ở bên đây là cái lỗ ha, và chúng ta chỉ cần đậy lại thôi, nghe một cái tiếng click là được các bạn. Đó, như vậy thì cái phần này sẽ cứng được rồi. Okay, cái set này kích thước khá là nhỏ gọn ha, để chúng ta chiên trên bàn làm việc hay là bàn học cũng rất là ok luôn đó các bạn. Nó một cái set cũng đáng giá đồng tiền ha, chỉ với mức giá 200.000 thôi. Ok, và chúng ta sẽ đi đến cái set tiếp theo, một cái loại cây không thể thiếu trong các mùa Giáng sinh các bạn, đó là một cây thông Noel như thế này. Và cái set này mình mua với mức giá cũng khá là rẻ luôn, với 300.000 thì chúng ta sẽ có một cây thông hoàn toàn bằng những khối gạch Lego các bạn. Đầu vô chúng ta sẽ nhìn ra một cái chiếc hộp như thế này. Đó, đây là một cái bắt được Sunblock làm riêng cho set này các bạn. Đây, các bạn nhìn thấy những cái chữ Merry Christmas hay là những cái họa tiết ở dưới đây không? Đây là toàn bộ là những cái phần này á, nhìn vô là tưởng là in các bạn, nhưng mà thực chất đây là những cái sticker cho mình tự dán ha. Nhưng mà cái loại sticker này lạ lắm các bạn, chút nữa mình sẽ nói cho các bạn nghe cách dán sticker này. Rất là xứng tay và cái màu sắc này cũng rất là đẹp luôn á. Ngoài ra thì trên cây thông này chúng ta sẽ có vô vàng những cái phụ kiện accessory đính kèm các bạn, rất là nhiều luôn. Nói chung là những cái quả cầu phản giả quang nè. Những cái bạn nào mà nhà có cây thông á, các bạn nhìn á, rất là quen thuộc luôn ha. Đây là một cái chú gấu gấu bông các bạn. Đây là những cái hình chú chim ha, một chú chim cú. Nói chung là rất là nhiều. Ở phía dưới gốc cây chúng ta sẽ còn có những cái phần khác nữa nè. Đây, phía dưới chân này thì các bạn thấy một cái phần màu đỏ này, nó mô phỏng cho một cái xe đoàn tàu xe lửa đang kéo những cái phần quà đi các bạn. Đây, những cái túi quà hay là những cái phần mà màu xanh nè, cũng là những cái gói quà luôn ha.
Và các bạn thấy cái bắt xanh ở đây không? Nó hình dạng một cái gói quà, nhưng đây là một cái công tắc để tương tác với cây thông này bằng cách gạt cái này lên và đèn sẽ sáng các bạn. Wow, rất là đẹp, rất là lung linh ống ánh luôn các bạn. Do bây giờ là hiện tại là buổi sáng ha, cho nên mình không thể nào mà tắt đèn để cho các bạn coi được cái độ lung linh của nó. Nhưng mà chắc để trong cái set sau thì mình sẽ mở nó trong buổi tối để thắp sáng cho các bạn coi. Rất là hay, rất là đẹp luôn các bạn. Chỉ với mức giá 300 ngàn mà chúng ta có khá là nhiều cái tính năng ha. Cái phía trên đây thì chúng ta sẽ có kết thúc bằng cây ngọn cây thông bởi một cái bông tuyết rất là lớn các bạn. Đó, vào những cái phần mà dây á, này nè, đó là một cái phần phụ kiện đính kèm mà cái hãng Symbolox làm riêng cho set này ha. Nói chung ra là cái set Christmas này mình gọi là rất là đáng giá luôn các bạn. Ngoài ra thì còn một cái tính năng mình gọi là siêu hay, ăn tiền của cái set này luôn á. Chúng ta thấy cái đế này không? Khi chúng ta xoay ra, đó sẽ nghe những cái tiếng cạch 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 cạch. Để dặn nhiều chút xíu. Sau những cái tiếng cạch cạch đó, khi mà mình buông tay ra sẽ là một cái đoạn nhạc làm cho tinh thần rất là phấn chấn các bạn. Đây các bạn không lầm đâu bạn, khi mà lên dây á, nó sẽ vừa xoay và vừa phát ra âm thanh ha, không phải là âm thanh mà mình lồng ghép đâu. Đó là từ chiếc hộp nhạc này á các bạn. Đây, không, các bạn thấy không, nó tự xoay và tự phát ra những cái đoạn nhạc rất là du dương, rất là nghe thoải mái luôn các bạn. Một đoạn nhạc của Giáng sinh ha. Để làm được cái điều đó thì chắc có lẽ là hoàn toàn dựa vào cái bát này mà Symbolox đính kèm các bạn. Ở dưới đây có bốn cái con ốc vít để cố định những cái phần này nè. Nhưng mà mình cũng muốn em yêu khoa học lắm nhưng mà sợ bị hư các bạn. Tại vì trong đây có những cái khối mà dây cót, dây thèo và những cái khối mà để nó xoay á. Mình sợ mở ra thì nó sẽ bị bung ra và hư cái set này ha. Cho nên mình không dám em yêu khoa học các bạn. Cho các bạn coi những cái sticker nè. Nhìn thì giống như những cái sticker bình thường nhưng mà nó không phải đâu bạn. Để mình lột ra một cái mình dán cho bạn xem ha. Rồi khi mở ra là nó sẽ như thế này. Ờ, giống như những cái miếng sticker trong suốt bình thường mà các bạn hay dán thôi. Khi dán lên nó sẽ như vậy ha. Nhưng mà các bạn thấy nó bự hơn không? Mình phải lột cái phần này ra nè các bạn. Đó. Khi lột ra thì những cái phần kia sẽ in thẳng lên cái khối gạch của chúng ta luôn. Đó, nhìn nè các bạn. Nó như giống như là chúng ta tự in lên những cái khối gạch này của chúng ta vậy các bạn. Rất là hay luôn ha. Đó, sau khi làm xong cái video clip này, các bạn sẽ thấy rằng Lego là một cái loại đồ chơi có sự sáng tạo không giới hạn các bạn. Nó có thể làm ra bất cứ điều gì mà chúng ta tưởng tượng được ha. Nói chung là ngoài đời thực có gì thì nó cũng có thể đều làm được y như vậy các bạn. Trong video tiếp sau mình sẽ hoàn thiện thêm một cái set thuộc chủ đề Christmas nữa. Đó là cái bộ 601094 này. Đây là cái bộ lớn nhất và mắc tiền nhất trong cái series Christmas của lần này trên kênh Toy Channel luôn ha các bạn. Đó, và cái chỉ số Difficulty Index của nó nè, đến 4 sao luôn ha. Khá là khó. Nói chung ra mình cũng khá tò mò về cái cách mà thức mà cái quyển sách này hoạt động các bạn. Ok, các bạn nhớ chờ cái clip sau nhé. Ok, và Giáng sinh cũng đã sắp tới rồi. Những các bạn nào đang quan tâm đến những cái set mà mình review này, có thể lên Shopee để tìm về cho mình với một mức giá khá là rẻ và hợp lý ha. Cái set hộp quà âm và Noel này với mức giá 200 ngàn, và cây thông Giáng sinh này với mức giá là 300 ngàn. Đặc biệt là cây thông này các bạn có rất là nhiều tính năng hay, cũng giống như là khi mà bạn hoàn thiện nó đó, cái cảm giác rất là hưng phấn chào đón cái ngày Giáng sinh luôn các bạn. Ok, mình xin kết thúc video này tại đây. Nếu thấy hay thì xin một like và đừng quên ủng hộ kênh Toy Channel bằng cách nhấn vào nút subscribe. Không đáng là bao bạn, nhưng mà một cái subscribe của bạn là một cái niềm động lực rất là lớn đối với mình. Xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại bạn trong cái clip sau. Bye bye.